Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hãy cùng Quý đi tìm hiểu một siêu phẩm 3 trong 1. Đó là máy lọc không khí, quạt làm mát và bù ẩm đến từ thương hiệu Untin của Pháp với model là CR022 nhé. CR022 lọc không khí bằng hệ màng HEPA có khả năng lọc bụi mịn, virus, vi khuẩn, phấn hoa, lông chó mèo lên đến 99,97%. Cùng bộ pháp tiêu UV diệt trùng giúp tiêu diệt được virus, vi khuẩn trong không khí tối đa. Màn hình thể hiện được mức độ bụi mịn, phần trăm độ ẩm, mức độ làm mát, cảnh báo chất lượng không khí an toàn. CR022 có góc xoay tối đa trái phải là 90 độ, trên dưới là 15 độ, giúp phân phối gió đều khắp phòng. Thêm một ưu điểm nữa của CR022 đó là nó được thiết kế một khoang chứa nước rộng lên tới 1,2 lít và có công nghệ tạo ẩm siêu âm. Đây là công nghệ giúp cho hơi ẩm được đưa ra ngoài hấp thụ vào da con người theo một cách tự nhiên nhất. CR022 điều khiển thông minh từ xa bằng giọng nói qua các thiết bị như Echo, Google Home và ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Wi-Fi để điều khiển quạt rất tiện lợi. Siêu phẩm CR022 đang được phân phối và bảo hành chính hãng tại điểm máy của hãng lên tới là 24 tháng. Vì thế các bạn hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu em nó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.